hai loại rau bà con ơi, hai loại rau tốt và rất tốt cho sức khỏe, và nó kéo dài tuổi thọ, nó tốt cho tim mạch nha bà con. Đó là hai loại rau thế này. Thứ nhất là giá đỗ, thứ hai là cà tím. Người Nhật ta ăn cà tím thường xuyên với món chiên. Còn cà tím nó lại có vitamin C, K, B6, kali, mangan, chất xơ, nó tốt cho người thiếu máu, chống ung thư, hỗ trợ ung thư, giảm cân, táo bón, tim mạch. Còn giá đỗ thì nó kéo dài tuổi thọ, nó không làm cho cao huyết áp, thấp huyết áp, nó ổn định tim, xơ, cứng, động mạch, giải độc mỗi ngày. Nhưng mà không phải ăn được nhiều, ăn không quá 550g một ngày. Một ngày như vậy thì chúng ta ăn 5 ngày thì nghỉ 2 ngày. Đó, ăn không quá 250g một ngày, nhưng mà ăn liền 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày. Đối bụng là không uống thuốc. Bà bầu đang cho con bú, cà tím ăn 2 hay 3 lần, nhưng mà mỗi lần không quá 200g một tuần. Không ăn nhiều quá bà con nha. Đó, nó vậy bà con ha. Đó, cho nên là cà tím thì chúng ta ăn không quá 200g một tuần, mà không quá 200g một tuần nha bà con, ăn 2 hay 3 lần trong một tuần thôi. À, còn giá đỗ thì chúng ta ăn không quá 550g, ăn 5 ngày liền thì nghỉ 2 ngày. Đó, bà con ta ăn vui vẻ, mạnh khỏe cho sức khỏe của mình. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao chiền xin chào.